thành phố mang tên Bác Hồ. Sức trẻ miền Đông vững bước đi lên tiếp bước trong thắp lửa truyền thống. Sức trẻ miền Đông xây dựng quê hương giữ nước yêu thương xứng danh thế hệ Hồ Chí Minh. Kính chào quý vị khán giả, mời quý vị cùng theo dõi chương trình Kết nối Đông Nam Bộ. Thưa quý vị, chương trình được phát sóng cùng lúc trên sóng của 7 đài phát thanh truyền hình Đồng Nai, Tây Ninh, Bình Dương, Bình Phước, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Thuận và Thành phố Hồ Chí Minh. Các tin tức nổi bật trong khu vực và những nội dung hướng đến kỷ niệm 97 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 năm 2022 sẽ được chúng tôi giới thiệu trong chương trình hôm nay. Mời quý vị cùng theo dõi. Kính thưa quý vị và các bạn, tại Bà Rịa Vũng Tàu, chương trình văn hóa giao thông với bình yên sông nước đã được Ban An toàn Giao thông tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu phối hợp với Phòng Cảnh sát Giao thông, Phòng Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn Cứu hộ, Công an tỉnh, triển khai với sự tham dự của gần 300 người dân vùng ven biển. Tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu có hơn 300 km chiều dài bờ biển, hệ thống luồng lạch đa dạng trên địa bàn cũng kết nối với hai luồng hàng hải là sông Dinh và Vũng Tàu Thị Vải, và đã được khai thác trong giao thông đường thủy với chiều dài 4 km, tập trung chủ yếu ở thành phố Vũng Tàu, thị xã Phú Mỹ, huyện Xuyên Mộc, huyện Đất Đỏ. Thời gian qua, trật tự an toàn giao thông đường thủy trên địa bàn tỉnh cơ bản ổn định, song nguy cơ tai nạn giao thông vẫn tiềm ẩn trên các tuyến đường giao thông, đường thủy nội địa. Các cái phương tiện vỏ lãi được bà con mua từ các cái tỉnh miền Tây về và lắp các cái máy không có nguồn gốc, không có hóa đơn chứng từ, không có qua thực hiện công tác đăng ký đăng kiểm, và bên cạnh đó thì người điều khiển phương tiện thì không có các cái chứng chỉ chuyên môn quy định. Phương tiện thì chạy với tốc độ cao, người ở trên phương tiện thì không có mặc các cái trang phục áo phao theo quy định, nên là cũng tiềm ẩn các cái nguy cơ xảy ra tai nạn giao thông đường thủy. Việc tổ chức chương trình văn hóa giao thông với bình yên sông nước giúp đưa luật giao thông đường thủy nội địa vào thực tiễn cuộc sống, góp phần hạn chế tai nạn giao thông trên đường thủy nội địa. Chúng ta nối các cái dây đai xung quanh cái vật eo lưng, qua vào người xong, chúng ta sẽ ốm lại các cái nút khóa. Đồng thời chúng ta siết lại các cái dây đai ở bên hông lưng. Và tiếp theo nữa là chúng ta luồn cái dây. Đây, cái dây ở phía sau lưng nó thiết kế đây, chúng ta sẽ luồn từ sau ra trước thì dưới lên vòng qua đùi đấy và gài vào đây. Mình thấy hữu ích cho bản thân mình thôi, khi mà mình đi thì nếu mà ra biển thì mình phải bận áo phao cho nó an toàn. Được Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia phát động từ năm 2011, đến nay sau hơn 12 năm, chương trình văn hóa giao thông với bình yên sông nước đã góp phần làm chuyển biến nhận thức và hành động của người dân trong chấp hành pháp luật khi tham gia giao thông đường thủy. Tại buổi tuyên truyền về chương trình văn hóa giao thông với bình yên sông nước, Ban An toàn Giao thông tỉnh đã tặng gần 300 áo phao cho người dân. Thưa quý vị và các bạn thân mến, với bờ biển dài 192 km, vùng lãnh hải rộng hơn 52.000 km2, Bình Thuận là một trong ba ngư trường khai thác hải sản lớn nhất cả nước, nên có nguồn nguyên liệu chế biến thủy sản rất đa dạng, phong phú. Ngoài ra, địa phương còn có nguồn lao động dồi dào và ổn định. Đây là điều kiện thuận lợi để các doanh nghiệp đầu tư mở rộng, phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản. Bình Thuận hiện có hơn 11.000 tàu cá, trong đó có hơn 7.000 tàu, có chiều dài từ 6 mét trở lên với tổng công suất hơn 1,3 triệu sức ngựa. Các tàu đang được trang bị an toàn và ứng dụng công nghệ mới trong khai thác bảo quản sản phẩm, góp phần gia tăng năng lực và hiệu quả khai thác xa bờ. Ngoài ra, Bình Thuận hiện có 167 tàu dịch vụ hậu cần xa bờ được trang bị hệ thống cấp đông khá hiện đại, đã hỗ trợ tích cực cho ngư dân trên tuyến khơi và nâng cao chất lượng nguyên liệu đầu vào cho chế biến. Bình Thuận là tỉnh duyên hải Nam Trung Bộ, có bờ biển dài, ngư trường rộng lớn và liên thông với vùng biển Hoàng Sa, Trường Sa, JK1 và Nam Biển Đông. Do đó là có lợi thế rất lớn để mà phát triển khai thác xa bờ. Những năm qua thì tỉnh Bình Thuận đã triển khai kịp thời, có hiệu quả các cái chính sách về hỗ trợ ngư dân vươn khơi khai thác. Cùng với việc nâng cao hiệu quả hoạt động khai thác,
Bình Thuận định hướng phát triển công nghiệp chế biến thủy sản theo hướng chất lượng và bền vững, giải quyết hài hòa giữa nâng cao giá trị gia tăng với đảm bảo chất lượng vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, chủ động thích ứng với tác động của biến đổi khí hậu. Khuyến khích đầu tư phát triển theo chiều sâu và đa dạng hóa sản phẩm chế biến, sức cạnh tranh của sản phẩm thủy sản. Nhờ đó, kinh tế thủy sản Bình Thuận nói chung và chế biến thủy sản nói riêng không ngừng tăng trưởng. Theo thống kê, hiện nay toàn tỉnh Bình Thuận có hơn 360 cơ sở thu mua và hơn 110 cơ sở doanh nghiệp sơ chế, chế biến thủy sản tươi, đông lạnh. Trong thời gian qua, các doanh nghiệp đã xây dựng được mối liên kết chuỗi từ công đoạn khai thác đến thu mua, sơ chế, chế biến và tiêu thụ sản phẩm, đồng thời chú trọng đầu tư đổi mới công nghệ, cải tiến mẫu mã, chất lượng sản phẩm, đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của thị trường. Có nguồn nguyên liệu rất là dồi dào và đa dạng, thì tận dụng những cái lợi thế đó, góc độ phía công ty cũng phát triển và đưa về những máy móc trang thiết bị tiên tiến để phát triển sản phẩm và tạo ra những cái sản phẩm mà đảm bảo về chất lượng và an toàn. Hiện nay tỉnh cũng đã đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng như đường cao tốc, sân bay. Đây là những điều kiện thuận lợi để ngành nghề thủy hải sản phát triển. Bên cạnh các chính sách ưu đãi thu hút doanh nghiệp đầu tư phát triển trong lĩnh vực chế biến thủy sản, Bình Thuận còn hỗ trợ khâu marketing, tiêu thụ sản phẩm thông qua các sàn thương mại điện tử. Nhờ đó, trong thời gian qua, hoạt động khai thác cũng như chế biến thủy sản tuy gặp rất nhiều khó khăn do chi phí nguyên liệu tăng cao, giá hải sản không ổn định. Nhưng 5 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu đối với mặt hàng thủy sản của Bình Thuận vẫn đạt gần 102 triệu đô la Mỹ, tăng hơn 65% so với cùng kỳ năm 2021. Hỗ trợ tạo mọi điều kiện để đưa lên sàn, như sàn đã có nhiều sản phẩm đưa lên sàn Tiki, Botmart, Vỏ Sò, vân vân, thì đã một số cái doanh nghiệp mà còn phải vướng cái thủ tục hoặc là chưa biết thực hiện mà lên sàn thế nào thì chi cục cũng đã cử cán bộ trực tiếp đến hỗ trợ hướng dẫn. Bình Thuận có nguồn nguyên liệu đầu vào lớn và tương đối ổn định cho phát triển chế biến thủy sản. Tuy nhiên, tỷ lệ nguyên liệu của địa phương qua chế biến vẫn còn thấp, nên nhu cầu đầu tư mở rộng phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản trên địa bàn tỉnh còn rất lớn. Sản phẩm lợi thế của tỉnh như là hải sản, trên lĩnh vực này thì hiện nay thì tỉnh cũng đang có cái định hướng để mà thu hút các nhà đầu tư với cái quy mô là nó phù hợp, nhưng mà công nghệ phải hiện đại để mà tạo ra giá trị gia tăng cho cái ngành này để phát triển. Nguồn nguyên liệu chế biến thủy sản dồi dào cùng với định hướng phát triển ngành thủy sản theo hướng bền vững, Bình Thuận đã và đang là vùng đất đầy tiềm năng để phát triển ngành công nghiệp chế biến thủy sản. Nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam 21 tháng 6 1925, 21 tháng 6 2022 vừa qua, các đồng chí Nguyễn Hoàng Thao, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bình Dương, Nguyễn Lộc Hà, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương, Trương Thị Bích Hạnh, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Bình Dương, cùng lãnh đạo các sở ban ngành đã đến thăm và chúc mừng các cơ quan thông tấn báo chí trong tỉnh. Đoàn đã đến thăm và chúc mừng Đài Phát thanh và Truyền hình Bình Dương, Hội Nhà báo Bình Dương, Chi hội phóng viên thường trú tại tỉnh Bình Dương và báo Bình Dương. Qua đó đã ghi nhận đánh giá cao hoạt động của các cơ quan thông tấn báo chí trong và ngoài tỉnh thời gian qua, đã luôn thực hiện đúng tôn chỉ mục đích của báo chí cách mạng Việt Nam, luôn bám sát nhiệm vụ chính trị, định hướng tuyên truyền của các cơ quan chức năng và các diễn biến của đời sống xã hội, chuyển tải kịp thời đầy đủ chính xác các chủ trương đường lối của Đảng và chính sách pháp luật của nhà nước. Đặc biệt, hoạt động của các cơ quan báo chí Bình Dương không ngừng được nâng cao chất lượng, đổi mới nội dung, đa dạng và phong phú các hình thức thể hiện, đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin và giải trí của nhân dân. Các cơ quan báo chí đã tích cực truyền thông những mô hình mới, cách làm hay, biểu dương và nhân rộng gương người tốt việc tốt gắn với việc thực hiện các nghị quyết của Đảng. Bên cạnh đó, tuyên truyền đấu tranh phản bác các thông tin quan điểm sai trái của các thế lực thù địch, góp phần vào thành công chung trong phát triển kinh tế xã hội, xây dựng Đảng và đảm bảo an ninh quốc phòng của tỉnh Bình Dương. Nhân kỷ niệm 97 năm ngày báo chí cách mạng Việt Nam, 21 tháng 6 năm 1925, 21 tháng 6 năm 2022, lãnh đạo tỉnh Bình Dương đã chúc các nhà báo mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công, chúc các cơ quan báo chí không ngừng phát triển mạnh mẽ, tiếp tục đóng góp tích cực vào sự phát triển của tỉnh Bình Dương trong thời gian tới. Quý vị và các bạn thân mến, những năm qua, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước BBTV
đã thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao, xứng đáng là tiếng nói của Đảng, chính quyền và nhân dân trong tỉnh. Nội dung tuyên truyền của BBTV luôn bám sát các nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng an ninh của tỉnh, tình hình trong nước và quốc tế. Trong sự thành công đó, không thể không nhắc đến sự đóng góp to lớn của đội ngũ cộng tác viên của BBTV. Hiện nay, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước có gần 300 cộng tác viên, trong đó có hơn 100 cộng tác viên thường xuyên với mức trung bình mỗi ngày khoảng 100 tin bài phóng sự, chiếm khoảng 20% tổng số tin bài phóng sự của BBTV. Ngoài cộng tác viên ở các đài cấp huyện, lực lượng vũ trang, đoàn thể chính trị các cấp trong tỉnh, hàng ngày BBTV còn nhận được sự cộng tác rất lớn từ các chuyên gia, nhà nghiên cứu, nhà khoa học và đồng nghiệp làm việc tại các cơ quan báo chí khác trên cả nước. Để thích ứng với yêu cầu phát triển và thực hiện tốt trách nhiệm xã hội của báo chí trong thời đại số, cùng với BBTV, đội ngũ cộng tác viên đã không ngừng đổi mới, phát triển lớn mạnh, ngày càng nâng cao chất lượng báo chí cả về nội dung, hình thức và hiệu quả thông tin, thực hiện tốt vai trò trách nhiệm xã hội của báo chí cách mạng. Trong những năm qua thì bản thân cũng đã cố gắng, nỗ lực học tập rồi trau dồi, học tập từ kinh nghiệm của đồng nghiệp. Rồi các đàn anh đàn chị đi trước thì mình phải cố gắng làm sao nào hoàn thành được là các tiêu chí đảm bảo cái chất lượng phát sóng của đài tỉnh, thì sau đó là bản thân tôi cũng phải là nỗ lực vừa học tập vừa là làm được những các phóng tin bài truyền hình và tin bài phát thanh, cũng như là sau đó lại phải ngồi lại để sửa thành những cái bài báo điện tử cũng như báo in để cho kịp thời gửi về đài tỉnh. Nhờ những cánh tay nối dài ở cơ sở, các cộng tác viên đã kịp thời cung cấp cho BBTV nhiều nguồn tin nóng, toàn diện ở nhiều lĩnh vực, hay ở vùng sâu, vùng xa, nơi mà phóng viên, biên tập viên của BBTV chưa thể có mặt kịp thời. Không ngại khó, ngại khổ, bất kể thời gian nào trong ngày vào các ngày nghỉ lễ Tết, khi BBTV cần, đội ngũ cộng tác viên đều sẵn sàng vào việc để có những tin bài giúp BBTV hoàn thành tốt nhiệm vụ tuyên truyền trên 4 loại hình báo chí và các hạ tầng số. Qua đó đáp ứng kịp thời nhu cầu thụ hưởng thông tin của công chúng, cũng như nắm bắt tình hình địa phương, phục vụ cho công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của tỉnh. Rất nhiều bài viết phóng sự mang hơi thở của cuộc sống, thể hiện sinh động, chân thật, gần gũi của những cộng tác viên thân thiết, đầy trách nhiệm. Khi mà có cái sự việc xảy ra ở đâu, bất kể ngày, đêm, giờ, giấc, thời tiết, mưa, gió, nếu mà nhận được cái thông tin liên quan đến an ninh trật tự, thì anh em chúng tôi lên đường cùng với lực lượng cảnh sát hình sự ngay. Mấy anh em làm cái công tác truyền hình của công an này, có cái máu, cái say mê với nghề, cực thì cực thật, nhưng mà thôi, cũng là cái niềm vui đem được đến cho bạn xem đài, đem được đến cho người dân thấy được những cái hình ảnh đẹp của lực lượng công an trong cái công tác bảo vệ an ninh trật tự cho quần chúng nhân dân, cho người dân địa phương, rồi lại đem lại được đến cái hình ảnh đời sống thanh bình của bà con vì được giữ an ninh trật tự. Cái đó là cái để anh em chúng tôi vượt qua để hoàn thành nhiệm vụ. Mỗi năm, đội ngũ cộng tác viên của BBTV lại càng thêm đông đảo hơn, đa dạng hơn về thành phần, đối tượng tham gia. Hiện BBTV đã duy trì được số cộng tác viên gạo cội và phát triển mới nhiều cộng tác viên có năng lực, kinh nghiệm viết bài, góp phần quan trọng trong việc nâng cao chất lượng trên các loại hình của BBTV. Trong suốt thời gian vừa qua, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước đã nhận được sự đồng hành và cộng tác hết sức tích cực của những người làm báo chuyên nghiệp và không chuyên, những người cộng tác viên ở trong tỉnh, trong nước và cả ở nước ngoài. Sự đồng hành và cộng tác tích cực này đã giúp cho thông tin tuyên truyền của BBTV ngày càng phong phú và sinh động, gần gũi hơn với công chúng, đáp ứng tốt hơn nhu cầu thông tin của công chúng và giúp cho BBTV ngày càng phát triển. Với phương châm vì bạn mỗi ngày, hy vọng trong thời gian tới, Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước sẽ tiếp tục nhận được sự cộng tác nhiệt tình và hiệu quả hơn nữa từ đội ngũ cộng tác viên, để Đài Phát thanh Truyền hình và Báo Bình Phước sẽ ngày càng phát triển, trở thành cầu nối gắn kết giữa Đảng, chính quyền và nhân dân, thực sự là diễn đàn của nhân dân, trở thành kênh thông tin tuyên truyền quan trọng, đưa các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước nhanh chóng đi vào cuộc sống. Quý vị thân mến, những nội dung vừa rồi cũng đã khép lại chương trình Kết nối Đông Nam Bộ hôm nay. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị trong chương trình lần sau.